hát cho bạn nghe coi. Dạ. Con muốn, em muốn làm. Ăn cây bị rau che chân rồi. Ăn cây bị rau che chắc chân rồi. Ừ, nó ăn cây ơi, lại đây xúc khám bệnh cho. Ok, anh Ken lấy anh Ken lại đây. Y bác sĩ nào? Đi bác sĩ nào? Bác sĩ nào? Bác sĩ tên gì con? Mẹ. Bác sĩ tên gì? Y bác sĩ cho gì mà? Đã đây. Y bác sĩ cho chữa mà. Đây đây. Vỗ tay nữa chứ. Có cái thuốc bác sĩ cho mẹ đâu. Ờ, bác sĩ khám bệnh cho mẹ á. Xong chưa nào? Xong rồi. À xong rồi, mẹ hết đau chưa? Mẹ đau rồi. À hết đau, mẹ khỏe rồi hả? Mẹ xong rồi. À hay quá, ta mà bác sĩ giỏi quá. À chắc là bác sĩ giữ anh Ken. À bác sĩ anh Ken hả? Con tới con khám bệnh cho anh Ken đi. Con nói anh Ken ơi lại đây, đưa bụng đây. Mình đưa số bác sĩ cho. Đây là bác sĩ tức cơm. Này, anh Ken. Đây là bác sĩ tức cơm. Anh Ken. Anh em bác sĩ tức cơm. Bác sĩ tức cơm. Trong giờ cả tầng. Cho tức cơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.